Kim Thoa Việt Nam Snack Top Model, người duy nhất đứng về phía Hoàng Thùy trong vụ mất túi là ai? Sau khoảng thời gian dài im lặng, mới đây Hoàng Thùy quyết định kể lại ồn ào bị cầm nhầm túi hiệu vào năm 2016. Nữ người mẫu khẳng định chỉ muốn khán giả có cái nhìn đa chiều, chứ không cố ý tạo scandal để nổi tiếng. Mới đây nhất, người mẫu Kim Thoa cũng bức xúc lên tiếng đụng chạm nhiều người để bênh vực Hoàng Thùy. Cô nàng cũng không ngại chia sẻ về những người mẫu cùng thời của mình. Chào các bạn, tôi đọc bình luận các bạn mà cười ngất chết và không nghĩ là đến bây giờ, những gì tôi làm ra trong quá khứ vẫn còn gây chú ý đến thế. Đọc thấy có vài điều các bạn thắc mắc tôi cũng thích được giải đáp luôn cho vui nhé. 1. Tại sao Kim Thoa không theo nghề mẫu? Vì gia đình tôi kinh doanh xuất khẩu lâu năm, các ngành hàng may mặc và nông sản, nên tôi theo nghề gia đình luôn, chứ thi nghề mẫu cho vui, xem tố chất mình đến đâu thôi. Tôi biết khả năng mình ở đâu mà, làm mẫu cũng được, tính cách hiểu chuyện, hăm hăm nhưng hơi láo, không luồn cuối thảo mai được, nên nếu tôi theo nghề, chắc sẽ có nhiều chuyện hay để xem lắm. 2. Tại sao Kim Thoa không quay lại mùa All Stars? Vì lúc đó mới đẻ xong được vài tháng, còn bận cho con bú, nhận được mail mời casting của chương trình rồi, nhưng vướng kiếp bỏ sữa rồi. 3. Tại sao Kim Thoa lại 1 cân 7? Đây là một câu chuyện cũ về cách ứng xử. Tôi không vừa mắt với cách ứng xử của một nhóm người với một người chị mà tôi yêu quý và có lên tiếng. Và kết quả là câu chuyện cơm bách qua lại ra đời. Ngay hôm sau tôi bị hack nick nên không biết tôi còn bị dọa nạt thách thức những gì. Sau này nhiều năm, nghe lại được chuyện có một bạn trong nhóm đó viết status dọa thay người đánh tôi. Thật tiếc vào thời điểm đó tôi không đọc được những dòng đó, vì với máu chiến của một con người điên như tôi lại vừa đẻ xong, cực hung hãn, thì xác định là bạn đủ bản lĩnh mời bạn đến luôn, tôi sẽ chăm sóc chu đáo, dì với người Lào Cai hiếu khách lắm. Nhưng đó là chuyện xưa rồi. Bây giờ ngày ngày trồng hoa, tưới cây, sống ở một nơi biệt lập xa thành thị, giúp tôi thuận tính và nhẫn nại hơn nhiều rồi. Không hơn thua chi cho mệt, lớn rồi không ai động tay chân nữa cả, mình động não kiếm tiền thôi. Cãi chửi nhau 100 vạn lần dù có thắng cũng vô nghĩa, mình giàu hơn đứa mình ghét là đủ hả hê rồi, nhưng cãi thắng thì thích hơn. Thời son rỗi với chiều cao 1m74, Phạm Thị Kim Thoa từng tham gia chương trình Việt Nam Snack Top Model 2013 và ghi dấu ấn nhờ vẻ cá tính. Cô nàng sinh năm 1989 với chiều cao ấn tượng 1m74, tốt nghiệp trường Đại học Tài chính Vân Nam Trung Quốc. Thời điểm đó Kim Thoa là một thí sinh để lại nhiều sự nổi bật. Với khuôn mặt ấn tượng và cá tính đặc biệt, Kim Thoa nhận được không ít kỳ vọng của ban giám khảo Việt Nam Snack Top Model 14. Tuy nhiên, cô nàng thảm họa thời trang nhanh chóng xuống phong độ và chia tay chương trình tại top 12. Việc luôn ra dáng chị đại, thủ lĩnh tại nhà chung nên ngay từ đầu cô nàng sớm mất điểm trước thí sinh khác với thái độ bề trên và sự tự tin quá sức, nhưng kết quả lại luôn đi ngược lại, khiến hình ảnh Kim Thoa xấu đi trong mắt khán giả và ban giám khảo. Nhiều lần bị nhắc nhở về thái độ nên kết quả chia tay sớm với chương trình là điều không thể tránh khỏi với cô gái đến từ Lào Cai này. Được biết sau cuộc thi, Kim Thoa vẫn thường xuyên xuất hiện tại nhiều sự kiện giải trí. Đến khi kết hôn, mang thai bé đầu lòng, Kim Thoa tăng liền 30kg. Tâm lý ăn cho con cùng sở thích hảo ngọt khiến bà mẹ trẻ chạm mốc 88kg lúc nào không hay. Từ một người chỉ mặc đồ cỡ XS và S, thời điểm đó Kim Thoa phải mua váy áo cỡ 2 đến 3XL để che giấu thân hình thừa cân, phải là người từng rất gầy để rồi sau sinh béo lên hàng chục cân như con cá mập cộng thêm chiều cao 1m74, nhìn lừng lững như khủng long bạo chúa thì mới thấm thía cảm giác của các mẹ sau sinh. Nó chật vật cỡ nào, sốt suốt thời gian dài luôn, Kim Thoa cho biết. Thời gian mang thai, cô tăng 25kg, sau khi sinh cô luôn ám ảnh chuyện không có sữa cho con nên ăn rất nhiều đồ có chất béo. Không chỉ vậy, cô cũng nghiện đồ ngọt nên trọng lượng tăng vùn vụt, thêm 10kg, cân nặng đỉnh điểm của Kim Thoa là 88kg. Tăng cân không kiểm soát, Kim Thoa chán nản, khi ấy tôi tăng thêm 30kg, cộng thêm chiều cao 1m74 nên thấy mình như khủng long, tôi bị sốc một thời gian dài, rất nhiều lần đang bế con, tôi tự nhiên bật khóc không kiểm soát được, Kim Thoa nhớ lại. Những dịp quan trọng cần ăn mặc chỉnh chu, cô thấy rất stress vì không biết mặc đồ gì. Vừa béo vừa xấu, tôi rất tự ti. Những câu nói vô tình của mọi người xung quanh càng khiến tôi buồn và thiếu tự tin, cô tâm sự. Khi con trai được 2 tuổi bắt đầu đi nhà trẻ, Kim Thoa sắp xếp thời gian đi tập gym. Không có kinh nghiệm tập luyện nên cô thuê huấn luyện viên riêng PT hướng dẫn từng bài tập trong 3 tháng đầu. PT chuyên nghiệp hướng dẫn cho cô cách đốt cháy mỡ thừa và tăng cân. Không chỉ vậy, Kim Thoa còn được lên thực đơn cụ thể như thay tinh bột trắng bằng tinh bột màu, không ăn đồ có dầu mỡ thay bằng dầu ô liu, không ăn vặt. Đặc biệt huấn luyện viên khuyên cô uống thêm omega 3 và canxi, không được phép nhịn ăn để có sức tập luyện. Do thể trạng béo và lâu không vận động, những ngày đầu tập luyện là cực hình với Kim Thoa, cô không ít lần bật khóc vì kiệt sức và cãi nhau với PT do bị ép tập quá mệt. Nhưng những lần muốn bỏ cuộc dần giảm đi khi người mẹ trẻ thấy được thành quả của từng tuần, cô cảm thấy người dễ nhõm, số cân giảm dần nên có sự hứng khởi, động lực để cố gắng đi tập mỗi ngày. Kim Thoa cũng áp dụng chế độ ăn uống khá nghiêm ngặt, bởi yếu tố này quyết định 80% hiệu quả giảm cân, còn tập luyện chiếm 20%. Theo đó, buổi sáng, cô ăn 2 quả trứng luộc hoặc rán, 1 củ khoai. Bữa trưa gồm 1 củ khoai lang, 200g thịt bò hoặc ức gà, hải sản hấp,
một đĩa rau củ. Bữa tối cũng tương tự bữa trưa nhưng đổi món cho có cảm giác con miệng. Trước đó đã quen ăn thoải mái nên Kim Thoa thấy khó khăn, nhàn ngán khi phải dùng thực phẩm ít calorie, ít chất béo. Trong thời gian này, mỗi tuần Kim Thoa có một ngày xả để thưởng thức các món ưa thích ngoài thực đơn. Tuy nhiên cô vẫn hạn chế không ăn đồ chế biến từ dầu mỡ. Sau khoảng một năm, cô đã giảm được 30kg. Tuy nhiên cô thấy hài lòng bởi vóc dáng hiện tại không quá gầy như trước, phù hợp với thể trạng của cô. Những người ít gặp rất bất ngờ khi tôi có thể giảm nhiều cân tới vậy. Bạn bè và cả những người không quen cũng xin chia sẻ kinh nghiệm và bí quyết để giảm cân an toàn, Kim Thoa vui vẻ kể. Hiện nay khi cân nặng ổn định và biết cách điều chỉnh hợp lý nên Kim Thoa không quá khắt khe trong ăn uống nữa. Tuy nhiên cô vẫn cố gắng tuân thủ theo chế độ ăn lành mạnh nhiều nhất có thể. Thay vì tập gym, cô chuyển sang tập luyện yoga và bơi để duy trì cân nặng và nâng cao độ dẻo dai. Trải qua những ngày tháng khó khăn, người mẹ 31 tuổi cho rằng phụ nữ không nên quá tự ti khi thân hình xấu đi sau khi sinh con. Chúng ta đã làm được một điều tuyệt vời là sinh ra những thiên thần nhỏ thì chút mỡ đó đâu quá quan trọng, Thoa khẳng định. Cô khuyên các bà mẹ đừng nôn nóng giảm cân cấp tốc, nhịn ăn khiến con không đủ sữa bú. Tùy điều kiện của từng người, các chị em có thể bắt đầu giảm cân vào thời điểm thích hợp.